À, chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái phương pháp để mà mình nuôi cái con bọ cạp sinh sản như thế nào. Thì những cái con bọ cạp ban ngày các bạn nó sẽ rút trong những cái gáo dừa này. Và mình bắt nó ra là rất là mất thời gian để mà quay cho các bạn xem. Nên ở đây thì mình đã bắt sẵn cho các bạn một số con. Thì cái phương pháp này thì nó cũng đơn giản thôi. Nó sẽ có bốn cái yếu tố để các bạn cần lưu ý tới. Cái thứ nhất á, đó là về cái mật độ nuôi. Khi mà các bạn nuôi cái con bọ cạp thương phẩm các bạn, tức là cái con bọ cạp thịt á, thì mình nuôi với cái mật độ từ 300 tới 400 con trên 1 mét vuông cũng được. Nếu mà các bạn đã theo dõi những cái video trước của mình á, thì các bạn có thể thấy là một cái gáo dừa như thế này nè là nó có thể là nó trú ẩn trong đây nè khoảng từ 10 tới 15 con trong đây cũng được. Còn khi mà mình nuôi để cho nó đẻ các bạn thì mình nên nuôi với cái mật độ thưa thôi. Bởi vì khi mà cái con bọ cạp con các bạn nó sinh ra thì nó sẽ bò trên lưng cái con bọ cạp mẹ. Đó, mà khi mà nó té xuống cái phía dưới đất này các bạn thì cái con bọ cạp mẹ hoặc là những cái con bọ cạp khác á nó sẽ ăn thịt cái con bọ cạp con của mình. Vì vậy á thì mình nuôi thưa để cho cái con bọ cạp mẹ nó rộng rãi thôi. Có một cách để các bạn tăng cái khả năng sống sót của cái con bọ cạp con á, thì các bạn mà khi mà cái con bọ cạp mẹ nó gần đẻ các bạn thì mình sẽ bắt riêng nó ra để ngoài một cái thùng bê á, hay là những cái xô gì á nó cao một chút và nó trơn nha, để những cái con bọ cạp nó không có bò ra. Nhám thì nó bò ra được nha các bạn. Mình ở đây mình nuôi với cái mật độ với cái quy mô lớn các bạn nên mình không thể là mình bắt ra cái từng con được. Vì vậy thì mình nuôi với cái mật độ thưa. Còn cái yếu tố thứ hai đó là cái môi trường sống. Cái con bọ cạp là vật nuôi mà nó rất là thích sống ở nơi mát mẻ các bạn. Nhiệt độ thích hợp để cho nó phát triển tốt á là từ 22 tới 25 độ C. Đó, trong tự nhiên các bạn, nó có thể là đào hang. Sống ở phía dưới lòng đất á, khoảng là 2 mét. Thì để cho cái khu chuồng nuôi của mình nó mát á, thì các bạn ở đây các bạn sẽ thấy những cái sơ dừa nè. Đó. Mình gãi lên trên những cái gáo dừa luôn để cho nó dễ giữ ẩm. Và các bạn cũng thể là trồng thêm những cái cây xanh ở trong cái khu chuồng nuôi này. Nếu mà nắng quá thì mình che thêm những cái tấm lưới lan. Và lâu lâu á thì mình sẽ tưới nước giữ ẩm cho nó. Như ở đây các bạn có thể thấy nè. Đây là mình tưới hôm kia nè. Cái độ ẩm nó vẫn còn nè. Thì khoảng 5 7 bữa gì đó thì mình sẽ tưới cho nó. Tùy vào cái chuồng các bạn mát hay là nắng. Còn cái yếu tố thứ ba đó là cái yếu tố về cái nguồn thức ăn cho cái con bọ cạp. Thì mình cho nó ăn đủ á thì nó sẽ đẻ nhiều thôi các bạn, nó đủ sức. Còn không thiếu cái nguồn thức ăn á thì khi mà cái con bọ cạp con nó đẻ ra thì nó sẽ ăn thịt những cái con bọ cạp con này. Các bạn lưu ý là mình không nên để nhiều thức ăn quá, tại vì nó sẽ ôi thiêu cái chuồng nuôi của mình thôi, mình cho nó ăn vừa đủ thôi. Thì cái con bọ cạp nó ăn gì á thì mình cũng có làm một cái video để nói về cái vấn đề này. Thì ở đây thì mình sẽ nói sơ lại cho các bạn xem. Nói như các bạn thấy thấy ở trên đây là những cái con dế nè. Thì chủ yếu bọ cạp là mình cho nó ăn dế thôi. Tại vì dế á, thì nó rất là dễ nuôi. Thì mình cũng đang nuôi dế và kết hợp nuôi cái con bọ cạp này. Thì các bạn nếu mà các bạn biết cách để mà mình giảm cái chi phí nuôi dế
Thì mình nuôi cái con bọ cạp này hình như là nó tốn rất là ít công các bạn. Chi phí nó cũng không có bao nhiêu. Thì 500 cái con bọ cạp á, thì một tháng nó ăn khoảng là từ 1 tới 2 cái ký dế đó bạn. Nó ăn ít lắm, 2 3 ngày nó mới ăn một lần, tại vì nó nằm trong những cái gáo dừa các bạn. Nó ít vận chuyển, nó ít vận động lắm nên nó không có hao năng lượng. Còn những cái con dế này các bạn, nó lăn tăn suốt ngày, nó ăn dữ lắm. Còn cái yếu tố thứ tư á, đó là về cái size hay là cái kích cỡ của cái con bọ cạp mẹ các bạn. Thì cái con bọ cạp, như hồi nãy mình nói á, là cái con bọ cạp á, nó đẻ con thì con nó sẽ nằm trên cái lưng á. Thì cái con bọ cạp mẹ nó càng lớn á, thì cái lưng của nó sẽ càng lớn và nó chứa được nhiều cái con bọ cạp con. Ở đây nè các bạn thấy là hai cái con này, để mình so sánh cho bạn xem. Đó, đây là cái con bọ cạp cái này, hai cái con bọ cạp cái này. Thì nó càng lớn tuổi thì cái kích cỡ của nó càng lớn thôi các bạn. Thì cái con bọ cạp này á, là nó đẻ một lần á, là từ 10 tới 40 con bọ cạp con, tùy vào cái size và cái lượng mồi các bạn cho nó ăn có đủ hay là không. Một năm nó đẻ hai lần. Lần thứ nhất á, là vào tháng 4 và cái lần thứ hai á, là vào tháng 10. Thì nuôi cái con bọ cạp này nó cũng đơn giản thôi. Và nuôi cái con bọ cạp để cho nó sinh sản thì các bạn cần lưu ý một số điểm vậy thôi. Thì khoảng vài ngày sau thì mình sẽ ra thêm nhiều cái video để cho các bạn xem về ví dụ như là cái đầu ra của cái con bọ cạp như thế nào và cái cách để mà mình tìm được cái đầu ra nó. Đó, và mình sẽ quay thêm nhiều cái video về cái con bọ cạp nó đang giao phối nè, và nó đẻ con và nó giữ con ở trên lưng. Đó, thì hy vọng thì các bạn có thể là nhấn nút đăng ký á, để khi mà mình ra cái video mới thì nó sẽ hiện cái thông báo để cho bạn xem. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.